Hello, chúng mình quay trở lại với Channel Võ Tùng và đến với một giáo án của Lazy Phil với các bài Smolder. Ngày hôm nay sẽ là một giáo án Smolder cực kỳ cháy của Lazy Phil khi mà tiến hóa quy với 225 stack sau chỉ 19 phút anh em nhé. Và cùng xem Lazy Phil sẽ làm điều đó như nào nào. Let's go. Ok, rất lâu rồi mới gặp lại tài năng trẻ 2k7 Lazy Phil với các bài Smolder. Ngày hôm nay thì Lazy Phil sẽ đánh account đó là DX Lazy Phil ha, account từng lên top 1 thách đấu Hàn. Lazy Phil đã bỏ account này một khoảng thời gian và nó bị tụt xuống mức rank cao thủ nhưng mà đang đánh lên lại tầm 300-400 điểm rồi. Ngọc tái tổ hợp cho anh em tham khảo, con Smolder của Lazy Phil sẽ là bước chân thần tốc, hồi máu vượt trội, huyền thoại hút máu cùng với đốn hạ, bảng phụ lấy thấu thị vũ trụ cùng với giày miễn phí. Tốc đánh sẽ tăng thêm cùng với máu trực tiếp ở cấp độ 1 dành cho Lazy Phil và khởi đầu đó là nhẫn Doran anh em nhé. Với nhẫn Doran thì có lẽ sẽ nâng vào kỹ năng W để farm lính an toàn với áp lực đến từ Zeri cùng với Alistar. Và cùng xem là khả năng xử lý đi đường của Lazy Phil cùng với khả năng tích số nội tại của anh chàng này sẽ như thế nào và game đấu liệu rằng có phải là một game khó hay không nữa. Cánh trên thì chúng ta có kèo đấu giữa Aatrox cùng với Skarner. Skarner rework đang được pick rất là nhiều khu đường trên. Mình thấy là pick đường trên nhiều hơn đi rừng anh em ạ. Trong cái đó khu vực rừng đó là kèo đấu giữa Sealhundred. Đây là một anh chàng từng tốt thách đấu máy chủ Hàn này anh em này, anh chàng Not Fan. Một con Kindred đi rừng, đường giữa sẽ là kèo giữa Ahri và Ryze. Đường dưới thì đối phương là Zeri Alistar ha. Cùng xem xử lý đi đường với Smolder nhẫn Doran của Lazy Phil đầu trận, liệu rằng có được lợi thế trước Zeri cùng Alistar hay không, hay sẽ tiếp tục phải đánh an toàn chờ ngưỡng sức mạnh. Mình nghĩ là kèo đấu này là một kèo đấu đi đường không phải là dễ dành cho Smolder, khi mà Zeri Alistar nó all-in rất là mạnh ở cấp độ 2. Và hỗ trợ là hỗ trợ mở giao tranh Galio anh em nhé, không phải hỗ trợ búp. Đi đường thì chắc là đánh bằng W ăn lính từ xa cũng như là tích số nội tại từ từ thôi. Khả năng phục hồi sẽ có đến từ bước chân thần tốc. Và cả hai xạ thủ đã đánh bằng tốc hành anh em ạ. Một pha W không trúng đối phương tới từ Lazy Phil. Cố gắng làm mềm lính và hướng tới chỉ số farm cũng như là hướng tới cấp độ 2. Đừng để đối phương lên cấp độ 2 sớm hơn mình quá nhiều là được. Phía bên kia thì Zeri sẽ đẩy đường nhanh hơn với những tình huống quy đánh tay liên tục. Alistar cấp độ 1 cũng chưa phải là một con tướng quá áp lực, nhờ cấp độ 2 thì sẽ cần phải giữ vị trí tốt, tránh những pha WQ đến từ Alistar. Chuẩn bị đối phương sẽ lên 2, còn Lazy Phil cùng với Alistar, Lazy Phil cùng với Galio sẽ phải giật về một nhịp. Đối phương chuẩn bị lao lên ở cấp độ 2 nhưng mà vẫn còn một con lính nữa. Giật về farm an toàn thôi anh em nhé, Kindred ăn vòng rừng từ dưới lên, sẽ không có được quá nhiều sự hỗ trợ tới từ người chơi đi rừng trong khoảng thời gian này, nên là đánh an toàn là điều cần thiết. Dừng đối phương thì đánh từ khu vực cánh trên xuống với một con xin dao, cũng tương đối áp lực. Mid cũng đang bị đẩy rồi, mid là kèo Ahri cùng với Rai. Thì Ahri đang là người đẩy trước. Chỉ có khu vực đường trên là kèo mà Skarner có quyền đẩy trước so với Aatrox mà thôi. Vẫn tiếp tục farm chiêu chiêu ha. Mà Kindred để xem là liệu rằng đồng nguyên ấn của Kindred sẽ ở cánh trên hay là cánh dưới đây. Pha di chuyển với máy quét của Galio và triệt tiêu được tầm nhìn đối phương ở tại khu bụi cỏ trạc 3. Và kể cả là như vậy thì cũng hơi khó để có thể tấn công sớm với chất tướng là Smolder cùng với Galio. Lát hit cái xe to em ơi. Ok, Galio là người lát hit được xe to với cái nội tại từ trang bị bản đồ thế giới. Và Galio có những cú quy như thế này, nó có thể sẽ dẫn tới một tình huống lính đẩy ngược trở lại nha anh em nhá. Coi chừng lính đẩy ngược trở lại mà xin ra xuống là hơi phiền đó. Kindred đang ở cánh trên. Tiếp tục là những pha lát hit an toàn tới từ Lazy Phil mà thôi. Ở cấp độ 3 thì quyết định của Lazy Phil là cộng vào 2 điểm W và 1 điểm quy, không cộng vào E, giúp cho lượng sát thương đến từ W nó sẽ tốt hơn. Nhưng pha này thì đợt lính đẩy ngược trở lại, cua đồng nguyên ấn lại là cua dưới. Xin dao thì ăn từ trên xuống dưới nên là cái tên này là tên hơi áp lực một chút dành cho Lazy Phil nha. Rất khó để đánh 2-2 đầu trận nên là chỉ có thể farm thôi. Hoặc là chờ dừng xuống để hỗ trợ. Kindred thì quyết định là băng trụ khu đường trên rồi. Cắm mắt bụi cỏ trạc 3 để tránh một tiếng ganh tới từ xin dao và Alistar đã bắt đầu lao lên tấn công nhắm tới Galio. Galio trả sát thương lại với E và kích được dư chấn. Sau đó thì lá chắn Dura được kích hoạt ở tầm gần như là tối đa, sau đó thiêu đốt đẩy thẳng vào và Zeri phía bên kia vẫn rất bình tĩnh, giữ lại những phép bổ trợ của mình. Còn đường giữa thì xin giao ra ganh với tình huống tốc biến lên và đó là pha 1-1. Đường trên thì băng trụ fail đến từ bộ đôi Kindred cùng với Skarner, và Kindred băng trụ fail thì mất bùa đỏ vào tay Aatrox phía bên kia mất rồi. Cánh trên phải hơi toang rồi anh em ơi. Cánh trên gặp khó thì chúng ta lại được xem khả năng gánh team của Smolder cho tay Lazy Phil sẽ là như thế nào. Và thậm chí là Aatrox bung bộ kỹ năng ở cấp độ 5 của mình ra để solo kill thêm cả Skarner nữa. Cánh trên lủng rồi anh em ơi. Bot thì Lazy Phil vẫn đang farm ổn anh em nhé, vẫn đang có chỉ số farm rất tốt so với Zeri phía bên kia. Và HC điểm cộng thứ 2 thì sát thương của nó cũng là tương đối. Alistar bắt buộc phải hook con Galio này ra, nhưng Galio hoàn toàn có thể tốc biến lên
Một pha e trước đến từ Galio. W giữ chân thành công Alistar lại và Kindred đã tới rồi, kích tốc hành lên và đây sẽ là tình huống Alistar bị bỏ lại phía sau. Kindred đã găm được E thì ai là người có mạng mà thôi. Một nỗ lực tốc biến câu giờ đến từ Alistar với W nhưng mà không sống nổi trong pha này. Jerry cũng chỉ còn lại một chấm máu mà thôi. Mạng thì Kindred ăn hay là Smolder ăn cũng được. Và nên để Kindred ăn anh em nhé. Dù sao thì Smolder cũng không phải là chất tướng tận dụng mạng của quá tốt ở khoảng thời gian ban đầu. Nó là con tướng tăng tiến sức mạnh nhờ nội tại. Để Kindred ăn thì nó sẽ có áp lực tốt hơn. Và Kindred cũng đã đầu tư thời gian thì thôi để cho bạn ăn cái mạ hạc vừa rồi. Còn Lazy Fee thì lấy lợi thế đi đường bằng việc là farm hơn so với Jerry đã ok rồi. Ổn anh em nhé. Cánh trên mặc dù là hơi toang một tí nhưng mà cánh dưới thì tạm ổn. Cánh trên thì sâu hư không đã thuộc về cho Notfen. Với ba con sâu lượt 1. Kèo top sau khi Atrox có được hai mạng này là thấy hơi khó khó rồi. Cánh trên thậm chí là xin ra ăn xong được những con sâu hư không thì tiện đường ra ganh khu đường giữa chung với Alistar. Một pha hack flat tiếp cận đến Alistar với WQ. Ahri có cấp độ 6 với hồn gió chuẩn xác. Và đó là mạng dành cho Ahri. Tiếp tục là những khó khăn ở khu cánh trên dành cho bên phía của team Lazy Feel. Nhưng mà đường trên thì Skarner đã có một pha solo kill được Atrox ạ. Bằng một cách nào đó. Ở cấp độ 6 thì Skarner đã có một pha E rồi, lái một cú cua cực kỳ khét tới từ Skarner, áp cấp độ 6 sau đó áp chế đối phương thêm một cái CC nữa. Atrox hai mạng nhưng mà Skarner vẫn có thể dùng ER của mình để có thể solo kill đối phương cực kỳ tốt. Khó chịu ha. Bữa giờ mình đã làm cho anh em xem những cái giáo án Skarner rework rồi, cực kỳ khó chịu. Và vừa rồi là một chuỗi CC của Skarner kéo đối phương vào trong tầm trụ. Thực hiện được một pha shutdown còn Atrox phía bên kia. Còn đường dưới thì Smolder của Lazy Fee về nhà đóng rất là nhiều những món trang bị tăng tiến sức mạnh, ví dụ như là cái lưỡi hái. Sau đó mua thêm hai trường kiếm và một cái bụi lấp lánh ở đây. Farm chiêu chiêu thôi anh em ơi. Tầm này thì cứ tích nội tại từ từ thôi. Và như mình đã giới thiệu ở đầu video clip thì đây là một ván đấu mà Lazy Fee sẽ tiến hóa được quy lượt thứ 3 cực kỳ sớm. Pha này thì E lao lên cấu rỉa đối phương với một pha QW nhưng W trượt mất rồi. Và vẫn là một con Smolder nhẫn Doran cộng 3 điểm vào kỹ năng W. Nhưng cùng xem là Lazy Fee sẽ cộng tối đa vào kỹ năng W hay sẽ chỉ cộng 3 điểm thôi anh em nhé. Tiếp tục là những pha W cấu rỉa từ xa và Jerry đang là người mất máu rất nhiều. Và cũng không có nhiều khả năng phục hồi tới từ Jerry nữa. Lazy Fee thì sẽ có khả năng phục hồi tới từ cái bước chân thần tốc. Rồng đang được kiểm soát đến phía team 1 và con rồng này hơi khó đánh nhau vì là Kindred chưa ra kịp. Chưa kể là Galio thì chưa có siêu dáng thế nữa. Atrox cũng chủ động di chuyển trong pha vừa rồi, quyết định bỏ một con rồng nguyên tố đầu trận. Kindred nếu mà trừng phạt được, không có trừng phạt đến từ Kindred. Thực ra là Sahuanren cũng không có trừng phạt trong pha này. Nếu mà ăn được con bồ xanh sẽ có cấp độ 6 nhưng đối phương lao vào tấn công với cái bán nguyên thương của xin ra vòng xoáy đến từ Rai. Sát thương liệu rằng có đủ hay không, nó đã là đủ với thiêu đốt. Và mạng thuộc về cho Kindred, sau đó thì Smolder của Lazy Fee tự tin e lên. Mất một mạng vào tay của Ahri phía kia nhưng Ahri chưa hồi phi hồ kịp. Cú hất tung hai người đến từ Alistar và sau đó double kill có dành cho Ahri. Smolder của Lazy Fee vẫn sống với những đòn đánh tay của mình. Đánh tay thành công và có mạng dành cho Lazy Fee, mạng đầu tiên cho Lazy Fee tiếp tục đánh tay quỳ. Và sau đó thì đối phương có triple kill, điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt. Sau đó là một pha tốc biến đánh tay đến từ Lazy Fee có được double kill cho Lazy Fee nhưng phía bên kia là Ahri quát ra kill. Đánh dài hơi và Ahri nó hồi phi hồ luôn anh em à. Cú quát ra kill dành cho Ahri à. Hơi căng nha. Lazy Fee thì xử lý rất là ngặt nghèo với cái tốc biến của mình và vẫn có double kill. Nhưng phía bên kia là một con Ahri ăn tới 4 mạng liên tục, cùng với đó là một con Ahri trước đó cũng đã là 1-0 mấy. 5-0-1 dành cho Ahri với 4 số thợ săn tối thượng anh em ơi. Này nó hồi chiêu R thì chắc là hơi ngợp rồi. Skarner thì đang măm me một ý định E và sau đó thì cướp bùa xanh. Một tình huống trừng phạt từ bùa xanh tới từ Sahuanren nhưng mà tốc biến chưa hồi, không có bán nguyệt thương, vừa hồi tốc biến xong dùng luôn. Kindred lao sang và sau đó là một cú áp chế đến từ Skarner còn cứu cứu sinh. Mạng dành cho Skarner với tình huống áp chế và đẩy luôn cú quy thứ 3 vào người của Shinra phía bên kia. Pha di chuyển ra khu đường giữa tới từ Jerry và Alistar đang tạo ra một khoảng trống khu đường dưới dành cho Smolder của Lazy Fee. Hiện tại là 63 số nội tại rồi anh em nhé. Đường trên Kindred lại chết tiếp không? Vẫn đang là một cánh trên chưa phải là quá sáng cho ván đấu này. Chỉ có Skarner đã tạm ổn thôi. Mid rừng thì chết hơi nhiều. Nhờ với 67 số nội tại sau khoảng chừng 8 phút, 9 phút mình nghĩ là ok rồi. Đây là một khởi đầu rất là ok dành cho một Smolder rồi. Và cái tốc độ lên được lưỡi 2 linh hồn sau khi có được 2 mạng 2 điểm hỗ trợ cũng sẽ là rất nhanh dành cho Lazy Fee. Cái ngưỡng sức mạnh lưỡi 2 linh hồn sẽ giúp cho Smolder farm tốt hơn, tích được số nội tại nhanh hơn. Nhưng mà để PK trực tiếp tại thời điểm này với bộ đôi đường dưới đối phương mình nghĩ là chưa ổn. Mà farm thôi ha. Tiếp tục farm thôi. Galio thì đã có được cấp độ 6 với siêu dáng thế rồi. Đối phương đã đánh rất mạnh vào phần rừng bùa xanh của Lazy Fee và lúc này Kindred là cánh trên ăn sâu hư không lượt 2.
hoặc là suy nghĩ đến câu chuyện cướp đồng nguyên đấn ở tại bãi cóc và băng trụ một con Aatrox đang yếu máu. Lộ vị trí rồi. Aatrox đang bị cản cú bấm B về, bị sói cắn và đường dưới đối phương cũng đang đánh cực kỳ mạnh để làm mềm giúp cho Shinra có cơ hội băng trụ. Nhưng mà Lazy Feel đang trả sát thương lại vào người Zeri phía bên kia. Đợt lính chưa tràn trụ xin ra vòng ra và sau đó thì Lazy Feel liệu rằng có về được hay không đây. Galio CC rất tốt, tốc hành cố gắng rút lui và rút lui thành công tới từ Lazy Feel. Khu vực đường trên thì băng trụ diễn ra và sắp thực là chưa đủ vì cú Q2 đến từ vị trí của Skarner đã trượt. Đường giữa thì Ari đã có hỏa khuẩn quá sớm, solo kill được Ryze rồi. Đợt băng trụ khu đường trên đang bị gián đoạn sau một tình huống quang quy trượt liên tục tới từ Skarner. Có đồng nguyên đấn thứ 3 dành cho Kindred thôi chứ chưa phải đồng nguyên đấn thứ 4. Và đường dưới thì Shinra vẫn tiếp tục cam ở lại với tình huống Q3 hất tung phong lôi thương bồi vào. Và sau đó thì Galio gãy luôn rồi. Cánh trên tiếp tục băng trụ và đó là một pha Kindred là người tanh trụ thì ổn anh em nhé. Và Kindred có đồng nguyên đấn thứ 4, ngưỡng sức mạnh đầu tiên dành cho Kindred. Nhưng mà với việc Galio chết thế này thì Smolder của Lazy Feel đang không được chơi game. Đối phương áp lực ăn khiên trụ với đợt đẩy đến từ bộ đội đường dưới đối phương và có cả xe to nữa. Chiêu cuối luôn không? Một cú chiêu cuối lát hit xe từ xa tới từ Lazy Feel và lát hit ổn nha. Lát hit rất ổn. Cũng như có lại ngưỡng máu đầy đủ để tiếp tục đón nhận đợt lính tiếp theo. Cố gắng giữ mạng anh em nhé. Ván này chết một lần rồi đó. Nên là cố gắng giữ mạng ở trong khoảng thời gian này để tăng tiến sức mạnh từ nội tại. Và sau 10 phút hơn, 88 số là ok anh em nhé. Chỉ số pha vẫn đang rất tốt tới từ Lazy Feel. Sau đó đã có được cái lưỡi há linh hồn, ngon rồi. Kindred cánh trên thì có được sâu hư không và có được mạng của Aatrox với điểm đồng nguyên đấn thứ 4 nữa. Mạng đó thì thuộc về cho Skarner nhưng mà Kindred vẫn kịp với cái điểm hỗ trợ vào. Rai đã dùng cái vòng xoáy không gian của mình để rút lui và còn Ari 10 số sách trời mề ra cùng với hỏa khuẩn. Nó hơi áp lực. Áp lực sẽ là rất lớn số đường dưới của Lazy Feel nếu như Ari cứ đẩy đường sau đó di chuyển xuống cánh dưới chung với Shinra thì việc băng trụ là rất dễ dàng với Alistar có bất khuất. Zeri thì đang chưa có được đồ lớn. Zeri lao lên chơi hit tay đôi nhưng mà chơi hit không lại. Con Smolder đã có lưỡi hai linh hồn. Chơi hit xong thì thấy Zeri mất máu cực kỳ nhiều rồi. Mà đối phương biết là Smolder sẽ rất mạnh về late game nên đối phương sẽ có xu hướng cam xuống cánh dưới, bỏ qua Aatrox khu vực đường trên. Kèo 1-1 thì Aatrox đang bị thua hơn so với con Skarner phía bên kia khá là nhiều. Cú hút thành công đến từ Skarner, hút máu lại với chiến binh tận thế và giáo thiên ly bị áp chế. EQ1 cố gắng lách Q2 đến từ Skarner. Cú Q2 trượt tới từ Skarner rồi. Đối phương tiếp tục lao lên với cú phi hồ. Kindred còn cử cứu sinh. Kindred dính hôn gió, cử cứu sinh và siêu dáng thế đáp xuống. Smolder của Lazy Feel bắt đầu di chuyển và Alistar còn bất khuất. Hồi máu cử cứu sinh nó là không đủ để sống sót tới từ Kindred rồi. Ari tiếp tục lao lên với cú hôn gió thành công như Lazy Feel e lên mạng shutdown dành cho Lazy Feel. 1000 tiền cho Lazy Feel và sau đó tốc biến giữ mạng thành công đến từ con Smolder này. Rai đã tới nhưng mà Shinra cũng đang ở khá gần ngục cổ giữ chân đối phương lại. Và sát thương là đủ đến từ Lazy Feel, tiếp tục là mạng dành cho Lazy Feel. Alistar yếu rồi, Shinra tới để có thể thay tua. Rai không còn nhiều công cụ để có thể bỏ chạy. Shinra không đủ sát thương vì đã có quyền trượng đến từ vị trí của Rai. Và Rai thì vẫn chết thôi nhưng mà Lazy Feel sẽ có hàng tỷ mạng ở đây. Rất tiếc là Skarner lại TP xuống với tình huống hút e và mất một mạng của Lazy Feel ở đây. 5-1-3 vẫn là khởi đầu rất ổn và sau 12 phút 117 số nội tại dành cho Smolder của Lazy Feel. PK nhiều chết đúng một mạng thôi anh em à. Mà PK nhiều thì bộ kỹ năng của Smolder khi dùng lên tướng nó cũng stack lại được rất là nhiều những cái nội tại. Dành cho con Smolder này, farm số nội tại gần như là bằng thời gian rồi. Sắp có tiến hóa quy lượt 2. Khi mà tiến hóa quy lượt 2 với 125 cộng dồn, nó sẽ giúp cho Smolder dọn lính cực kỳ nhanh và những cú quy sẽ tích được cực kỳ nhiều nội tại. Thì khoảng thời gian khó khăn nhất là khoảng thời gian tiến hóa được quy lượt 2 thôi. Còn khoảng thời gian tiến hóa giữa quy lượt 2 và quy lượt 3 thì nó cực kỳ nhanh. Nhưng ván này với 13 phút mà 120 số thì đã là một khởi đầu quá thuận lợi dành cho khả năng tích số của Smolder rồi. 5 mạng hạ gục giúp cho các lượng trang bị cũng là rất lớn nữa. Và đồng nghĩa với việc là nếu tiến hóa quy lượt 3 thì lúc đó Smolder có thể sẽ có tầm 2 trang bị cho tới 2 trang bị rưỡi anh em nhá. Pha này thì Kindred ở cánh dưới, Smolder của Lazy Feel tự tin lao lên cấu rỉa nhẹ nhẹ. Nhưng mà Kindred thì đã có lẽ đi qua tầm nhìn rồi, hơi khó để có thể ganh. Đã có tiến hóa quy lượt 3 anh em ơi. Tầm này thì quy dọn lính cực kỳ nhanh, đẩy đường được, không mất rồng và cũng tích số rất là nhanh nữa. Đầu trận thì cái áp lực ăn rồng đến từ Smolder sẽ là cực kỳ ít. Lúc này thì Kindred vẫn đang lờn vờn cánh dưới bản đồ, cạnh tranh tầm nhìn diễn ra, Galio e trượt mất rồi. Đường giữa thì Shinra đang di chuyển ra để ganh một con Rai. Rai không còn phép bổ trợ, Rai còn phép bổ trợ tốc biến và rút lui về được với tốc hành nhớ tốc biến. Nhưng sau đó thì Kindred xuất hiện, Ari yếu máu, Kindred có mang hạ gục. Sau đó thì không còn cường cứu sinh, dính bán người thương và sau đó lên bản đế số 1 đổi 1. Đường dưới cũng có giao tranh đánh nhau, đánh cực kỳ nhiều trên toàn bản đồ. Và đó là mạng dành cho Smolder của Lazy Feel, tiếp tục thả diều với bước chân thần tốc. Nhặt được những cái tàn lửa và double kill dành cho Lazy Feel.
đứng giữa 2 đánh 2, đứng dưới cũng 2 đánh 2 và chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống 2 đánh 2 khu đứng dưới diễn ra như thế nào đây. Khởi đầu đó là một pha hit flat WQ đến từ Alistar nhưng mà Jerry không có nhiều sát thương tuyến sau. Gọi mẹ hồi máu lại và sau đó Jerry e lên bị CC bởi Galio. Smolder đơn giản là Lazy Fear kích tốc hành thả diều đánh tay Q với sát thương đến từ Q lượt 2. Nó được tiến hóa rồi thì nó là cực kỳ lớn. Một chấm máu vẫn có thể xử lý được với cú double Q dành cho Lazy Fear. Mặc dù là mid rừng vừa PK quả 1 đổi 1. Nhưng 1 đổi 1 như vừa rồi khu đứng giữa là lời anh em nhé, lời số sách chiều mề dai của Ari. Ari khởi đầu cực kỳ xanh nhưng lúc này đã bị nằm xuống 2 lần liên tục với những cái mạng shutdown dành cho bên phía của team Lazy Fear. Tổng tiền không thua, rồng hòa nhau, mạng hòa nhau. Và một con Smolder 713 đã có được 137 số nội tại sau 15 phút. Tầm này khi đẩy con Smolder ra khu đứng giữa này nó farm thì thôi rồi đấy. Hai đồ lớn này nó farm cực kỳ nhanh. Và khoảng trống sau những đợt đẩy khu đứng giữa nó sẽ có thể được tận dụng trong việc là hack farm thêm tại các bãi quái rừng nữa. Khỏe rồi anh em ơi. Cấp độ 10 đã có dành cho Lazy Field sau 15 phút. Khu vực đường trên đang có một pha di chuyển tới từ Kindred. Cú áp chế đến từ Skarner chỉ đổi được cái tốc biến của Aatrox chứ chưa có mạng. Alistar đang có dấu hiệu vòng ra phía sau băng trụ. Và sau đó là một pha E đến từ Lazy Field bị dính WQ bởi Alistar. Phía bên kia Galio siêu dáng thế để hỗ trợ Lazy Field rút lui. Hất tung thành công vị trí của Alistar. Lá chắn Duran gần như là tầm tối đa. Và sau đó là những tình huống đánh tay quy liên tục tới từ Smolder của Lazy Field. Cứu cứu sinh được kích hoạt. Jerry đã lên bảng điểm số với mạng dành cho Kindred rồi. Đứng trong cửa cứu sinh và Kindred đang quăng rút lui với một chấm máu bán nguyệt thương nhưng sát thực là chưa đủ tới từ sau Hanrun chui vào trong bán nguyệt thương và có mạng shutdown dành cho Lazy Fear. Sau đó tiếp tục e lên, Aatrox đang cố gắng rút lui, lá chắn Duran không tới tầm. Sát thương tới từ Lazy Fear chưa đủ trong pha này. Và sau đó là Alistar WQ 3 người, Ari đã tới nhưng mà lượng sát thương đến từ Ari nó chưa đủ trong pha này. Hết chống chịu nổi rồi, đó là một mạng nữa dành cho các thành viên phía team 2 và nó thuộc về cho Rai. Còn Lazy Fear thì đã có tới mạng thứ 8 ở đây rồi. Hai bùa dưới chân. Tha hồ mà farm anh em ơi. Một con Smolder xanh sớm và có quyền PK ở tại thời điểm này. Thậm chí là ván này PK từ đầu game đến bây giờ. Thoải mái đây anh em ơi, quá xanh rồi. 164 số nội tại sau 16 phút. Bằng thời gian luôn rồi anh em ơi. Và ngưỡng sức mạnh tiếp theo sẽ tới ở thời điểm 225 stack nội tại. Thì cùng xem là Lazy Fear sẽ mất bao nhiêu thời gian để có được thêm 60 số nữa. Một thế trận rất ổn dành cho team Lazy Field tại thời điểm này. Mặc dù khởi đầu là một khó khăn ở tại khu cánh trên nhưng mà cánh trên cũng đã comeback. Và với một Smolder cánh dưới đánh ổn định như thế này thì hoàn toàn có cơ sở để giao tranh tại các mục tiêu lớn. Ví dụ như là những con rồng nguyên tố thứ 3 trở đi là giao tranh thoải mái rồi. Mà ván này team của Lazy Field lại còn có được một rồng nữa. Linh hồn rồng chủ đạo nó sẽ là linh hồn rồng lửa anh em nhé. Quá ngon dành cho Smolder luôn nếu mà ăn được. Trụ đường dưới đã thuộc về cho Ari. Nhưng mà thế trận này là thế trận vẫn ổn dành cho bên phía team Lazy Field thôi. Mặc dù là chưa ăn được bất kỳ trụ nào của đối phương cả. Nhưng mà kiểm soát lượng tiền và mana cũng rất là tốt. Và có thể giao tranh được hay không đây, Galio đấm trượt rồi. Một pha làm chậm tới từ cú hát xì của Lazy Field. Sau đó là một pha lao lên tới từ Galio với tốc biến ăn ngay một cú hôn gió. Galio mất máu hơi nhiều thì phải. Galio không có sử dụng dáng thế. Tuyến sau Jerry cũng đang gặp nguy hiểm với ngục cổ ngựa tới từ Rai. Tốc biến đi được với một máu. Phía bên kia thì sao Hanrun không còn bán nguyệt thương, đang cố gắng chống chịu lượng sát thương tới từ Smolder của Lazy Field. Và sát thương đến từ Smolder là quá nhiều. Kindred là người có mạng gục. Tình huống áp chế thành công tới từ Skarner với cú E của mình như dính hôn gió. Một pha hơi thở cực kỳ bỏng cháy tới từ Lazy Field và sát thương là đủ để lấy mạng của Ari. Sau đó thì Jerry bị Skarner solo kill. Phía bên kia thì Rai vẫn đang dí theo một con Alistar và sau đó là một tình huống mà Aatrox không tham chiến vì không có dịch chuyển. Quyết định thì Aatrox là khu đứng trên để tiếp tục đẩy đường mà thôi. 196 số nội tại sau 18 phút anh em ơi. Những cú quy sát thương lan bây giờ tích số nội tại là quá nhanh và đã chính thức cán mốc 200 số nội tại sau 18 phút. Ngưỡng sức mạnh Q3 đang đến rất gần với Lazy Fear trong ván này. Và cùng với đó là một lượng tiền có lẽ sẽ là 3 đồ lớn với đoàn Davnavori đồ 3 sau khi có được tiến hóa quy lực 3. Có thêm một con rồng lửa nữa. Thôi rồi, Kindred tầm này với Smolder nó bắn hết anh em ơi. Lưỡi hai linh hồn luôn, 18 phút lưỡi hai linh hồn, 200 số nội tại. Đánh nhau nhiều mà chết đúng có một mạng anh em ạ. Cái mạng đó là cái mạng mà đã có được một pha xử lý với tốc biến ăn double kill. Và chưa phải nằm xuống thêm bất kỳ một lần nào sau những pha giao tranh nãy giờ. Giữ vị trí rất là tốt với tốc hành cùng với tốc biến còn nguyên. Pha di chuyển phay check tới từ Alistar nhưng mà đối phương có tới 5 người ở đây. Galio hết dư chấn thì siêu dáng thế chạy không nổi vì CC đối phương là quá nhiều. Pha chơi hơi dài đến từ hỗ trợ của Lazy Field rồi.
Lê Phương Túc biến sang và tìm kiếm con Smolder của Lazy Field cùng với cú hôn gió đến từ Ari nhưng mà hôn gió trượt. Và Kindred đang cố gắng bắn, Aatrox quyết định băng trụ, Alista vòng ra phía sau. Lazy Field đang bị CC liên tục nhưng tốc biến trả sát thương ngược trở lại được. Sát thương là đủ, Lazy Field gọi luôn cú chiêu cuối của mình hỗ trợ Kindred rút lui. Kindred hơi yếu nhưng Lazy Field bắn được, Lazy Field có được cho mình mà hạ gục của Xin Dao nữa. Double kill dành cho Lazy Field, trước đó thì Kindred cũng đã có ma hạ gục. Và lúc này đã là tiến hóa quy lượt 3 sau 19 phút cùng với ba đồ lớn dành cho Smolder của Lazy Field. 11 ma hạ gục rồi, Ahri yếu máu chỉ có thể chạy. Và Zeri cũng chỉ có thể chạy trước áp lực tới từ Smolder mà thôi. Một Smolder quá khỏe trong tay của Lazy Field và mặc dù bị nhiều áp lực nhưng vẫn chưa phải nằm xuống thêm một lần nữa ở trong ván đấu này. Và Skarner tha hồ đẩy khu đường trên, đã có trụ dành cho Skarner khu cánh trên rồi. Một pha vỗ cánh tung bay và nếu đẩy quy vào được là chết. Đẩy một cú quy vào và sát thương đốt là đủ. Godlike dành cho Lazy Field, sau đó xử lý thêm cả trụ đường giữa lẫn cả mạng của Alista nữa. Tầm này cái lượng sát thương đến từ Q3 tiến hóa thì thôi rồi. Chạy vòng vòng và farm mạng thôi anh em ơi. Cứ đánh là có mạng, cứ đánh là có mạng. Sợ thật sự. 19 phút quy lượt 3, 3 đồ lớn. Một con quái vật thật sự tại thời điểm này. Và mặc dù đối phương đã có những sự chăm sóc nhất định với những pha tạt cánh nhưng không thể hạ gục nổi con Smolder của Lazy Field. Về nhà với 2.200 tiền để xem là sẽ mua cái gì ở đồ tiếp theo đây nhở? Đồng hồ hay là mặt nạ nhở? Quyết định lên nỏ thần Dominic ván này luôn à? Một quyết định mua thêm một đồ chí mạng. Thường thì ba đồ Navori cùng với Đại Bác và lưỡi hai linh hồn là vừa có chí mạng vừa có sát thương ổn rồi anh em nhé. Cùng với quy lực 3 nữa. Thì thường sau những món trang bị như thế này thì người ta sẽ hướng tới kiểu đồ là mặt nạ. Mặt nạ theo kiểu là mặt nạ ma ám trước, sau đó mặt nào đã đầy sau. Hai là lên đồng hồ để đảm bảo khả năng an toàn. Nhưng đối với Lazy Field thì lên thêm chí mạng luôn. Đã có mạng cho tiếng bắt lẻ đến từ hai đường đơn khu đường dưới nhắm tới một con Aatrox. Kindred đang bị kẹt lại sau một chuỗi CC. Kindred không tỉnh kịp và sau đó thì cũng không có cử cứu sinh luôn. Galio siêu dáng thế đáp xuống CC rất tốt nhưng mà Shinra đang ở dạng bán người thương. Nhưng mà Skarner đã tới để tanh tuyến đầu, thêm cả cú dịch chuyển tới từ Rai nữa. Kích tốc hành lao lên vét mạng mà thôi, không về được và sau Hanun sẽ phải nằm xuống với mạng tiếp theo dành cho Smolder của Lazy Field. Vòng xoáy không gian tiếp cận tới từ Rai và đối phương tốc biến thì tốc biến theo. Rai có mang hạ gục và sau đó sẽ là một pha lên bảng điểm số đến từ Alistar với mạng cho ai mà thôi. Mạng dành cho Smolder của Lazy Field với cú quy cực kỳ xa của mình. Sau đó quyết định tiến ra Baron Legendary dành cho Lazy Field. Không thể kiểm soát nổi con Smolder nữa rồi. Tuyến đầu của team Lazy Field cũng có rất nhiều CC và cũng có được khả năng chống chịu tương đối nữa. Nên là khoảng trống tuyến sau dành cho Smolder là quá nhiều để Lazy Field có thể lên tiếng với lượng sát thương quá khủng khiếp của một Smolder tiến hóa quy cực kỳ sớm. Và sẽ là một tiếng ăn Baron luôn. Đối phương quyết định là không tham chiến Baron vì cũng chẳng có tí tầm nhìn nào cả. Ok anh em ơi. Với con Baron này thì lượng tiền chắc chắn là dư để mua một cái nỏ thần Dominic ở món trang bị thứ tư rồi. Để xem là sau Dominic sẽ mua cái gì mà thôi. Phía bên kia thì Zeri mới chỉ có được hai đồ. Một ván đấu mà Zeri đang bị thua tới hai đồ lớn so với Smolder. Thua hai cấp độ. Thậm chí là thua gần 3 cấp độ luôn anh em à. Smolder của Lazy sắp cấp 15 rồi. Phía bên kia là Zeri mới vừa chớm 12 thôi. Lượng kinh nghiệm nó gần bằng đường đơn luôn rồi. Chỉ thua so với Skarner đôi chút mà thôi. Quá xanh và bốn đồ này nó phà cho thì nát hết cả người ấy. Một pha lao lên tới các thành viên bên phía của team Lazy Field. Nhưng mà Aatrox chặt Q3 tốt. Ép được cái cửa cứu sinh. Hết cửa cứu sinh thì Aatrox sẽ chạy như thế nào đây? Alista lao vào WQ gọi mẹ. Sau đó thì Aatrox lao lên với Q2 flat. Nhưng nó không trúng vào Lazy Field. Lazy Field vẫn giữ vị trí tiến sau để đánh tay vào Q mà thôi. Hôn gió trúng. Galio yếu và lên bảng điểm số. Lazy Field giật về một nhịp. Rai thì đang quăng chống chịu. Và sau đó thì chống chịu không nổi. Pha này thì hơi thiếu chống chịu tuyến đầu nên là Skarner cũng chưa tới kịp. Đồng đội đã bị đối phương chặt chết 3 người rồi với triple kill dành cho Aatrox. Nhưng mà Lazy Field vẫn còn tương đối nhiều máu. Skarner vòng ra với tình huống áp chế trúng vào xạ thủ đối phương. Sau đó là một pha áp chế chung cuối thì lại trượt. Vỗ cánh tung bay sang phía bên kia trụ và Skarner đang bị quay bởi 3 thành viên đối phương. Smolder của Lazy Field thì không ai cover cả nên đứng ở tút phía sau và tốc biến bỏ chạy tới từ Skarner. Aatrox EQ theo. Sau đó thì là một pha đẩy đối phương vào tường. Skarner chống chịu có giới hạn và Skarner đã bị shot down 1.000 tiền. Nhưng mà Smolder của Lazy Field vẫn có thể chơi được với cú double kill HC hướng tới Sauron. Và Notfen có lẽ sẽ phải nằm xuống mà thôi. Sát thương quá nhiều tới từ Smolder của Lazy Field. Triple kill dành cho Lazy Field. Sự hy sinh của Skarner với mạng 1.000 tiền là hoàn toàn thỏa đáng. Với cú triple kill này thì để xem sẽ về đóng cái gì nữa đây. Chưa đủ tiền. Với chỉ cáo trang tím thì một K7 nó chưa đủ để mua cái gì cả. Mua dược phẩm sau đó đi ra PK tiếp. Cứ thế mà PK thôi anh em. Thích thì PK thôi. Cực kỳ khỏe rồi. Bao nhiêu số nội tại rồi? 300 số nội tại sau 23 phút.
Và đây là một con rồng có đồng nguyên ấn dành cho Kindred. Đồng nguyên ấn có lẽ là thứ 9. Đối phương không có trừng phạt sẽ phải cạnh tranh như thế nào đây? Và đối phương nếu như đứng lại là có thể bị ép giao tranh. Vòng xoáy không gian ép giao tranh tới từ Rai, cùng với đó chở theo cả Kindred cũng như là cả Lazyfield nữa. Ma gục dành cho Rai và Alistar còn tốc biến đang cố gắng rút lui với những pha hơi thở cực kỳ bỏng cháy. Cú hắt xì và sát thương đốt có lẽ là chưa đủ. Galio tiếp cận với tình huống thiêu đốt Quy, nhưng mà sát thương đến từ Galio support lên tanh thì nó cũng không nhiều để dứt điểm. Tiện đợt đẩy khu đường dưới thì Lazyfield sẽ cùng đồng đội để ăn luôn cái trụ hai đường dưới đối phương với bút Baron tương đối dễ. Trụ này không còn nhiều máu nữa rồi. 300 số nội tại sau 24 phút. Sát thương kìa. Với cú Quy như thế này thì xin ra mất 1/3 cây sao mà chơi đây. Kindred tự tin lao lên và sau đó thì đánh tay liên tục. Sao Hoàng Đơn quá yếu bắt buộc phải rút lui rồi. Lazyfield bình tĩnh đứng lại xử lý trụ trước người sau. Một mega dành cho bên phía team 2 tại thời điểm này. Và vẫn chưa chết anh em nhé. Chết đúng một mạng ở tình huống double kill khu đứng dưới thôi. Còn nãy giờ là ăn 18 mạng vẫn chưa chết thêm mạng thứ hai. Trụ trước người sau anh em ơi. Một pha áp chế đến từ vị trí của Skarner. Galio cũng CC tốt, gọi chiêu cuối. Đứng trong bán nguyệt thương đấm luôn xin dao của Sao Hanren. Và thậm chí nó có double kill, triple kill dành cho Lazyfield. Quadra kill hay không? Đây không có quadra kill rồi. Đó sẽ là mạng dành cho Rai cùng với Skarner trước khi kết thúc ván đấu. Tiếc là không có Penta. Ui quả này mà có Penta thì mãn nhãn luôn đấy. Sẽ là tình huống kết thúc ván đấu luôn rồi. Mà lính chưa vào đã endgame vội thế. Với cực cứu sinh thì vẫn có đủ khả năng chống chịu ha. Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game một tí anh em nhé. 19 phút tiến hóa Quy đợt 3 và cái sức sát thương của Lazyfield sẽ là con số bao nhiêu đây? Ok, lượng sát thương cuối game cho anh em tham khảo. 51.000 sát thương sau 25 phút. Trên 2.000 Dampermin anh em à. Một ván đấu mà Lazyfield đã có được khả năng tiến hóa Quy cực kỳ sớm. Ăn được rất là nhiều mạng, giữ vị trí tốt. Mặc dù đối phương có rất nhiều áp lực nhưng không phải lên bảng lần thứ 2. Và có được một ván đấu cực kỳ thành công với 2k Dampermin. Hẹn gặp lại anh em và những khác trên kênh Văn Tùng. Và hy vọng là anh em xem mà thấy hay thì đừng quên là những lượt like, những lượt subscribe để ủng hộ Văn Tùng nữa anh em nha. Bye bye.